Số gần hay đấy. Vãi cả trưởng thanh niên chào bác gấu chứ. Đây đúng rồi, đây tên bác gấu đây nhé các bạn nhé. Tiếp theo là C4 này. C4 mới đang giao tranh với ai ở ngoài hàng rào kìa. Đủ thanh niên chạy qua luôn, C4 không để ý. Ui, hay quá nhờ. Xem mà toát hết mồ hôi hột ra. Vẫn một ba người khác vừa lấy giao tranh với C4 nữa. Ra gì chứ, văn gớm ấy chứ. Kỹ năng này là không đùa được đâu các bạn ạ. Wow, sao làm nít hay quá vậy? Vì anh là nhà sáng tạo Free Fire, nội dung này thành huyền thoại. Ghét gỗ anh em ơi. Căng rồi mọi người ơi, bây giờ là cuộc đối đầu giữa điệu nhảy làng lá phiên bản Free Fire và phiên bản Roblox. Bạn thích điệu nhảy nào hơn? Ấn đăng ký để chọn Free Fire, ấn like để chọn Roblox. Mà hiện tại nút like và đăng ký của mình bị khóa rồi. Ai giúp mình mở được trong 3 giây sẽ có quà nha. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký nha. Bây giờ chúng ta cùng xem thử nào. Ngày hôm nay mình đi kênh thế giới thì gặp được 3 bạn này. Bất ngờ hai bạn nữ bật mic lên và trao cho mình những lời yêu thương. Thôi thì mình thoát đội nhường lại sân khấu để cho các bạn thể hiện. Mình tham gia một kênh thế giới khác thì trường hợp tương tự lại xảy ra. Nếu cứ mất thì cút luôn. Mưu tầm mưu, xúc vật tầm xúc vật. Lần này thì mình quyết định đi ghép ngẫu nhiên. Mình cứ ngỡ là gánh được team nhưng ai ngờ team mình đã thất bại liên tiếp 3 trận. Sau những sự cố gắng không ngừng nghỉ, team mình đã lật kèo lên 3 đều. Rao cuối cùng mình sẽ tập trung vào bắn để gánh đồng đội lấy cái bo ra. Hiện tại team bạn chỉ còn một người cuối cùng nữa mà thôi. Trong pha này bạn nào nghĩ mình hàng ngục được thằng địch kia thì ấn đăng ký. Bạn nào nghĩ đồng đội của mình ăn được kiêu này thì ấn like. Và mình sẽ tặng một phần quà bất ngờ cho bạn nào vừa ấn like vừa ấn đăng ký. Mấy sư huynh mà đang cần kiếm hàng uy tín thì đừng quên ghé vô tiểu sử của sư đệ nha. Ông chủ Edit ngừng đọc thời gian trong Free Fire. Ngay hiện tại mình đang một thử thách siêu siêu khó dành cho bạn đây. Hiện tại nút like và nút đăng ký của mình đã bị khóa rồi. Nếu như mà trong vòng 3 giây bạn nào có thể ấn được nút like và nút đăng ký ấy, thì mình sẽ dành tặng cho các bạn một món quà siêu bất ngờ luôn. 3, 2, 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem luôn nào. Để xem video ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái gì đây. À, đứng im hết kìa, giống như kiểu bị lag các bạn nhỏ. Tại sao ông này có thể làm được như vậy ta? Khớp từng chi tiết luôn các bạn ạ. Mà xa vậy ông cũng kia đầu được giỏi chứ. Ui,